Chào anh em trở lại shop của Duy Kèo nha. Bữa nay mình review một cái mẫu ná này, nó tên là đầu lâu tia chớp. Thì nó có hai kiểu, mình nói nhanh gọn nha các bạn. Thì giống như những cái video trước các bạn đã được coi, bữa nay Duy Kèo sẽ review một cái mẫu này. Cái combo á, thì những bạn nào chưa coi thì coi qua tí nha. Gồm có nửa ký bi sắt, nửa ký bi sắt, một bia tập bắn, một lục giác, một móc khóa hết bi, một dòng đeo ná Paracord, 6 sợi dây thun. Dây thì có nhiều kiểu nha, 065, 075, 0.8, 1 ly, 1 ly 2. Thì anh em lấy cái nào mình đưa cái đó. Anh em đặt hàng anh em xem kỹ video giúp mình nha. Ngoài ra có thêm một cuộn dây cột thun. Bi sắt thì có bi 6, 35, 37, 38. Anh em lấy cái nào thì nói mình nha. Dòng đeo Paracord thì có nhiều màu, anh em lấy cái nào thì mình đưa. Nói chung màu nào cũng được nha, đều tối hết chứ anh em không có sợ sặc sỡ hay là dơ nha. Ná thì có hai kiểu, một là nhám như thế này, chút mình báo giá anh em nha. Còn một cái kiểu thứ hai là được đánh bóng bo cạnh. Nếu như anh em mua mẫu này nó sẽ mắc hơn 60.000. Bây giờ mình nói về cái này trước nè, như thế này là anh em đã đủ chơi rồi đó. Một bộ combo như trên hình, ná đầu lâu tia chớp chặt 7.5, nhám anh em nhớ nha, một bộ ná đầu lâu tia chớp chặt 7.5 nhám, giá 270.000 bao ship, rất là full cây inox nha, ốc inox luôn anh em đó. Anh em có thể sử dụng nó bằng cách cái sợi dây đeo nè, rất là không bao giờ đứt nha anh em, dây Paracord thì không bao giờ đứt nha. Đó, bộ này là 270.000 bao ship. Dây và bi anh em được lựa theo yêu cầu. Đó, dây Paracord anh em có thể được chọn màu luôn. Còn mặc định thì mình đưa, nói chung là nó sẽ ok, dây thì mình cũng sẽ lựa cho anh em. Màu sắc thì nó có nhiều màu, màu nào nó cũng sạch sẽ chứ không có sợ bị dơ. Dây cột thun thì nó có hai màu, màu trắng với màu đen, anh em là lấy chất liệu như nhau, chỉ khác màu thôi. Dây Paracord cũng vậy luôn. Là bộ này là 270.000 bao ship. Ná tên là đầu lâu tia chớp chặt 7.5. Cây ná này khi đặt hàng là nó mình cũng có nhờ người ta bo góc cạnh cho mình đây nè. Cũng rất là ok rồi nha các bạn. Các bạn nhìn các bạn thấy nè. Cầm là không sợ cấn tay nha. Còn anh em nào muốn chơi cái kiểu đánh bóng bo cạnh thì là 330. Đó, 330 thì nó sẽ như thế này. Nhanh gọn nha các bạn. Đó, anh em thấy nó chá gương luôn nha, đánh bóng xoay gương luôn đó. Rất là êm tai nha. Thì cái này thì cũng vậy thôi, cái này nó chỉ khác là nó bo thêm với đánh bóng thứ lên. Bởi vì cái tiền công của người ta là thêm 60.000 á. Còn anh em để như thế này chơi nè, nhám, cái này người ta phủ nhám ở ngoài nha. Combo khi anh em mua hàng anh em điện tới cho Duy Kiều, anh em nói bán cho mình một bộ combo ná đầu lâu tia chớp nhám 270.000 bao ship, Duy Kiều sẽ gửi y như trên đây. Còn anh em nào ví dụ như mới chơi á thì có thể lấy dây mặc định, hoặc anh em muốn lấy một mẫu nào duy nhất, chẳng hạn như lấy 0.75 sẽ đưa toàn bộ 0.75, lấy 1 ly đưa toàn bộ 1 ly, lấy 0.65 thì đưa toàn bộ 0.65 ly 2 hay gì đó tùy anh em, bi 6, 7, 8 gì đó. Còn móc khóa rồi bia tập bắn thì bao cho anh em chọn đời, bắn bể lần sau đặt hàng anh em nói Duy Kiều sẽ tặng cho anh em lại cái khác, khẳng định với anh em là không bể. Dây cột thun này, một cuộn này nó dài tới 20m nha anh em, tức là cột bao la để sơ cua cột đây nha. Đó, ok, cảm ơn anh em xem video của Duy Kiều nha. Anh em xem video cho Duy Kiều xin một like, đăng ký kênh ủng hộ Duy Kiều nha anh em. Khi nào hàng về thì Duy Kiều lại đăng lên rồi sẽ thông báo qua điện thoại của anh em. Anh em nhớ nhấn vào cái chuông nha, nhấn vào chuông để theo dõi những video tiếp theo đó. Nhấn cái chuông kế bên chữ đăng ký á. Đăng ký xong rồi bấm vào cái chuông thì khi đó là Duy Kiều đăng video lên nó mới thông báo qua điện thoại của anh em được. Đây á, anh em nhìn kỹ lại lần nữa nè. Đầu lâu tia chớp
nhám thì combo 270, mà bóng đánh bóng bo cạnh thì combo là 330. Khác nhau hai chỗ nha anh em, một đường là đánh bóng nè, bo thêm góc cạnh nè, còn một đường là để nhám. Đánh bóng thì cái gì nó cũng phải có lợi thế của nó nha, nhám thì nó không trơn, đánh bóng thì nó hơi trơn chút xíu thôi. Cái này thì không ai dám nói là không trơn nha, nhưng mà nó chỉ một chút xíu thôi đó. Duy Kiều quay hình ảnh như thế nào sẽ gửi hàng như thế đó, hàng tới anh em có thể kiểm hàng xong mới thanh toán. Rồi, ok, cảm ơn anh em. Chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo nha.